Đài truyền hình nhà nước Bắc Hàn hôm thứ Sáu đã phát sóng một đoạn phim về vụ hạ thủy tàu ngầm tấn công hạt nhân chiến thuật đầu tiên của nước này. Trong video, người ta thấy lãnh đạo Kim Jong-un cùng các quan chức cấp cao đã tham dự lễ hạ thủy tàu ngầm số 841. Hình ảnh cũng cho thấy tại lễ hạ thủy, ông Kim cho biết việc trang bị vũ khí hạt nhân cho Hải quân là một nhiệm vụ cấp bách và hứa sẽ có thêm các tàu dưới nước và trên mặt nước được trang bị vũ khí hạt nhân chiến thuật cho lực lượng Hải quân. Ông cho biết Bắc Hàn có kế hoạch biến các tàu ngầm hiện có khác thành tàu vũ trang hạt nhân và đẩy nhanh nỗ lực chế tạo tàu ngầm chạy bằng những năng lượng hạt nhân. Các nhà phân tích cho rằng con tàu này dường như là một tàu ngầm lớp Romeo đã được cải tiến từ thời Liên Xô mà Bắc Hàn mua lại từ Trung Quốc vào những năm 1970. Các nhà phân tích cho biết thiết kế của nó với 10 cửa sập ống phóng cho thấy rất có thể nó được trang bị tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình.